Tháng cuối cùng trong năm 2023, màn ảnh Hoa ngữ vẫn tiếp tục nhộn nhịp khi hàng loạt tên tuổi lưu lượng trở lại với nhiều tác phẩm đặc sắc và đa dạng thể loại. Nổi bật trong số đó là phim cổ trang Tiên hiệp thần ẩn do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đóng chính. Trước khi chính thức trình làng, Thần ẩn đã sớm trở thành cái tên được kỳ vọng rất lớn. Không chỉ sở hữu kịch bản chuyển thể nổi tiếng, bộ phim còn tạo sức hút khủng nhờ có sự tham gia của cặp đôi Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ, với lượng người hâm mộ đông đảo cả trong lẫn ngoài nước. Điều này được chứng minh bởi lượng người đặt hẹn xem phim trên Tencent Video với con số hơn 6 triệu, tạo kỷ lục mới trong năm 2023 về lượt hẹn xem của nền tảng. Thời điểm chưa lên sóng, chủ đề liên quan Thần ẩn liên tục chiếm đóng top đầu các từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Ngay khi lên sóng chưa đầy 3 tiếng, Thần ẩn đã phá mốc hơn 24.000 nhiệt độ trên nền tảng Tencent Video. Nội dung của Thần ẩn được xem như là phần ngoại truyện của phim Thiên Cổ Quyết Trần ra mắt năm 2021. Mặc dù vậy, khán giả vẫn có thể xem Thần ẩn như một bộ phim mới toanh, độc lập vì nội dung cơ bản không có nhiều liên kết với Thiên Cổ Quyết Trần. Đoàn làm phim cũng đã đổi tên các nhân vật để tạo sự khác biệt với nguyên tác và bộ phim trước. Nội dung chính của bộ phim xoay quanh chuyện tình đủ cung bậc cảm xúc, lắm thăng trầm giữa Phượng Ẩn A Âm, Triệu Lộ Tư và Nguyên Khải Cổ Tấn, Vương An Vũ. Phim mở đầu với phân cảnh A Âm đi qua con đường dẫn đến Vong Xuyên để chuyển kiếp lần thứ 27. Bởi vì lần nào chuyển kiếp cũng đều gặp những chuyện vô cùng xui xẻo, mỗi một lần chuyển kiếp là một lần nàng bị hao tổn thọ nguyên. Thế nên, lần này nàng quyết tâm đứng ngay trước cầu Nại Hà, yêu cầu quỷ quân Tu Ngôn phán xử cho mình. Tu Ngôn nói với nàng, một người có thể mang số mệnh sao chổi như nàng, chỉ có thể vì hai nguyên do, một là nàng đã đắc tội với đại nhân vật nào đó, hai là nàng chính là một đại nhân vật. Cùng lúc đó, nàng vô tình nhìn thấy hình ảnh thần quân Nguyên Khải đang buồn bã, dõi mắt tìm kiếm từng mảnh tàn hồn của nàng tiên nữ mà hắn từng tự tay đánh tan nguyên thần hơn ngàn năm trước. Từ đây, câu chuyện của Thần ẩn quay lại thời điểm hơn 1.000 năm trước, khi Cổ Tấn và A Âm mới vừa gặp nhau. Nguyên Khải Cổ Tấn, Vương An Vũ là con trai của chân thần Bạch Quyết, Đế Quyến và chân thần Thượng Cổ, Nghi Hợp. Mang dòng máu chân thần nhưng Nguyên Khải lại mất đi thần lực sau khi phụ thân hy sinh, mẫu thân đóng cửa thần giới. Thiên Đế và Đông Hoa Thượng Thần được giao trọng trách nuôi nấng cậu. Kể từ đó, tiểu thần quân Nguyên Khải sống với thân phận là đệ tử của Đông Hoa Thượng Thần, với tên gọi là Cổ Tấn. Trong lần đi đến đảo Ngô Đồng để chúc mừng sự ra đời của Hỏa Phượng Hoàng sắp giáng sinh, Cổ Tấn đã bị một đám tiên quân bắt nạt. Vì hiểu lầm Hoa Thù công chúa của Khổng Tước tộc là người cứu mình khi bị bắt nạt, nên Cổ Tấn đã bị cô lợi dụng lấy Ngọc Hỏa Hoàng và vô tình khiến tiên nguyên của Tiểu Phượng Hoàng, Phượng Ẩn, Triệu Lộ Tư phân tán khắp tam giới. Tấn bi kịch về mối nghiệt duyên của Cổ Tấn và Phượng Ẩn A Âm cũng từ đây mà bắt đầu. Để sửa chữa lỗi lầm, Cổ Tấn đã thực hiện một giao ước với Thiên Cổ Thạch, lấy sinh mệnh của chính mình đổi lấy tiên nguyên của Phượng Ẩn đang lưu lạc tam giới. Trong một lần ở Đại Trạch Sơn, Nguyên Khải nhặt được một con thủy ngưng thú mang về, sau hóa thành hình người đặt tên là A Âm. Thế nhưng, chớ trêu thay vận mệnh đã định sẵn rằng A Âm chính là thiên kiếp không thể tránh của Cổ Tấn. Vì để bảo vệ cho Cổ Tấn và cả A Âm, sư phụ của Cổ Tấn là Đông Hoa Thượng Thần đã cho cả hai ký khế ước yêu bộc và giao ước sẽ giải khế ước sau khi tìm lại được những mảnh tiên nguyên của Phượng Ẩn. Sau đó cả hai cùng đồng hành và bắt đầu hành trình tìm kiếm tiên nguyên của Phượng Ẩn. Cùng với hai người bạn đồng hành là Hồng Dịch, hồ ly của yêu tộc và Yến Sảng công chúa của ưng tộc, thu thập tiên nguyên suốt chặng đường. Trong quá trình đồng hành cùng nhau, dù cả hai có nhiều hiểu lầm, khúc mắc, nhưng tình yêu giữa họ lại dần nảy nở. Lúc này, Nguyên Khải lại phát hiện ra một sự thật rằng A Âm chính là một tia linh hồn của Phượng Ẩn. Thế nhưng, một biến cố bất ngờ xảy ra, Nguyên Khải bị trọng thương dẫn đến hôn mê trong một khoảng thời gian dài. Khi Nguyên Khải tỉnh lại, A Âm đã không còn như xưa. Cô đã hắc hóa trở thành nữ ma đầu quỷ giới đều khiếp sợ. Bàn tay A Âm nhuốm đầy máu tươi, trong mắt người đời thì cô chính là quỷ dữ. Dưới sự chứng kiến của chúng tiên, Nguyên Khải đã dùng thần kiếm của mình chém tan nguyên thần của A Âm. Không thể chấp nhận được hiện thực, Nguyên Khải quyết định sử dụng cấm thuật khai thông hỗn độn, đảo ngược luân hồi để mọi thứ có thể quay về quá khứ và bắt đầu lại một lần nữa. Mục đích của anh là cứu giúp chúng sinh, đồng thời đưa A Âm khỏi quỷ giới. Khi đã trở thành Phổ Yên Thượng Quân, Nguyên Khải vẫn lưu lại một linh hồn nhỏ chờ A Âm hơn 1.000 năm. Về phần A Âm, sau khi trải qua muôn vàn luân hồi chuyển kiếp, cô đã mất đi ký ức về Nguyên Khải. Những điểm thu hút khán giả của Thần ẩn. Thần ẩn không phải là một bộ phim ngọt ngào, điều đó là chắc chắn. Bởi vì nguyên tác của phim chính là khúc bi ca tiếp tục những giai điệu tàn bạo và bi thương khó quên của Thiên Cổ Quyết Trần, thậm chí còn khiến cư dân mạng phải khóc đến cạn nước mắt, ám ảnh mãi không quên vì nỗi đau quá lớn. Tin rằng Thần ẩn sẽ ngược tâm không kém gì Thiên Cổ Quyết Trần.
mạch phim những tập đầu Thần Ẩn được nhận xét là hài hước và dễ hiểu. Ngay từ những tập đầu tiên, các mọt phim đã thích thú tột độ trước phần mở màn ý ẹ đầy hài hước, đáng yêu của đôi báo thủ A Âm và Cổ Tấn. Trên hành trình tìm kiếm tiên nguyên của Phượng Ẩn, Phượng Hoàng nhỏ xui xẻo chưa kịp ra khỏi vỏ đã bị hồn phi phách tán. Tiên thú Thủy Ngưng A Âm cùng với vị chủ nhân, kiêm sư huynh Cổ Tấn của mình ngay từ những bước đi đầu tiên đã gặp phải muôn trùng gian nan. Khi càng đối mặt với nhiều tình huống hiểm nguy, càng dễ dàng thấy được tinh thần không chịu khuất phục, nương tựa lẫn nhau giữa cặp đôi chính. Tuyến phát triển mối quan hệ của họ tương đối nhanh chóng, song song với sự xuất hiện của các nhân vật phụ khác, làm tăng thêm phần đặc sắc và cảm xúc cho cốt truyện. Đồ họa và hiệu ứng hình ảnh của phim nhìn chung đẹp mắt, màu sắc tươi sáng. Tuy nhiên, phần dựng hình cho các linh thú và tiên thú bị khán giả chê là trông hơi giống hoạt hình, kém chân thực. Mặc dù có hơi giả chân nhưng Thủy Ngưng thú lúc mới nở trông khá đáng yêu, nên khán giả cũng bỏ qua những hạn chế nhỏ này. Tạo hình của dàn diễn viên trong Thần Ẩn, từ trang phục, phụ kiện cho đến kiểu tóc đều được khen ngợi là đẹp mắt, tinh tế và phù hợp với tuyến nhân vật cả chính lẫn phụ. Trang phục cầu kỳ nhưng không bị diêm dúa, ưu tiên những gam màu pastel dễ chịu như vàng nhạt, hồng, xanh nước biển, góp phần làm nổi bật khí chất riêng của từng nhân vật trong phim. Tạo hình của Triệu Lộ Tư trong phim được khen ngợi hết lời. Tuy không quá cầu kỳ nhưng váy áo khá phù hợp với nàng tiểu hoa. Kiểu tóc với phụ kiện cài đầu cũng được lựa chọn kỹ lưỡng để vẫn lộng lẫy nhưng không bị ố rề. So với tạo hình trong Tinh Hán Sán Lạn hay Thả Thí Thiên Hạ trước đó thì rõ ràng đẹp mắt hơn hẳn. Còn một lý do nữa là Triệu Lộ Tư đã tích cực giảm cân nên khi lên hình cũng xinh xắn hơn, dễ bắt được góc quay đẹp. Về phần nam chính, khi Thần Ẩn còn đang ghi hình, nam chính Vương An Vũ đã bị chê không hợp với tạo hình cổ trang, tiên hiệp. Khi 4 tập đầu tiên của phim phát sóng, khán giả vẫn không hài lòng với ngoại hình của anh, cho rằng tạo hình của Vương An Vũ thiếu tiên khí. Mặt khác, cũng có nhiều người xem bênh vực rằng ở giai đoạn này, Cổ Tấn còn chưa thăng lên được đến hạ quân, cố ý không muốn tu luyện, biết bản thân mang dòng máu chân thần nhưng không muốn phi thăng. Vì thế, trông cậu chỉ giống như một thiếu niên bình thường cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, ở những tạo hình về sau, nhan sắc và khí chất của nhân vật Nguyên Khải cũng ngày càng lên hương, được đánh giá là thanh nhã và có tiên khí hơn hẳn. Đánh giá về diễn xuất của dàn diễn viên. Dù bộ phim chỉ mới phát sóng những tập đầu, nhưng người xem cũng đã đưa ra nhiều nhận xét về diễn xuất của dàn diễn viên, có thể nói nhìn chung ở mức ổn. Thiết lập nhân vật A Âm vốn là thế mạnh của Triệu Lộ Tư bởi sự hồn nhiên, đáng yêu pha lẫn cảm giác ngọt ngào. Hơi ngốc nghếch nên không có gì bất ngờ khi Triệu Lộ Tư đã thể hiện rất tốt một A Âm đáng yêu, tinh nghịch, lanh lợi. Dạng vai này cũng đã quá quen thuộc với cô, với nhiều vai diễn thành công trước kia. Tạo hình khi là Thủy Ngưng thú hóa hình của Triệu Lộ Tư được khen xinh xắn, đẹp hơn so với tạo hình Phượng Ẩn. Cũng có người cho rằng giọng nói của cô quá dẹo, nhưng nhiều người xem lại cảm thấy hợp lý. Vì mới sinh, lại vừa hóa hình, giọng của A Âm, Thủy Ngưng thú sẽ non nớt, dần dần cũng sẽ thay đổi. Sau khi 6 tập lên sóng, bên cạnh nhiệt độ và lượt xem của phim tăng dần, thì diễn xuất và tạo hình của Vương An Vũ cũng nhận được nhiều lời khen ngợi hơn. Một số cư dân mạng nói rằng mình đã bị vả mặt bông bốp vì trước đó đã lỡ miệng chê tạo hình của Vương An Vũ xấu, không hợp cổ trang tiên hiệp. Bên cạnh đó, diễn xuất của anh chàng cũng được nhận xét là khá tốt và tinh tế với những phân cảnh đòi hỏi tâm lý phức tạp. Đài từ của Vương An Vũ được nhận xét là khá tốt, giọng gốc mượt mà. Nam diễn viên đã dùng kỹ năng diễn xuất đánh bay rèm pha ngoại hình, từng bước tạo nên cốt cách và khí chất riêng cho Cổ Tấn Nguyên Khải. Bên cạnh đó, dù là nam phụ, xuất hiện không nhiều nhưng Lý Quân Nhuệ cũng kịp gây ấn tượng với vẻ điển trai cùng chiếc mỏ hỗn gợi nhớ tới thời đóng Tinh Hán Sán Lạn. Có lẽ bởi vì màn tái hợp với Triệu Lộ Tư sau một bộ phim nổi tiếng, nên khi Thần Ẩn phát sóng, lượng thảo luận của nam diễn viên phụ Lý Quân Nhuệ và vai diễn Hồng Dịch của anh cũng cao không kém gì nam chính Vương An Vũ. Bình luận của khán giả về Thần Ẩn. Nhận xét của khán giả về Thần Ẩn có sự phân cực rõ ràng giữa một bên dành nhiều lời khen cho phim và một bên đưa ra những đánh giá khá khắc khe đối với phim. Bên dưới bài viết thảo luận về Thần Ẩn, có một số bình luận nổi bật được nhiều người nhấn like như tình tiết trông giống như một câu chuyện trần gian được bê lên tiên giới, dù có là thần tiên thì cũng ăn, ngủ, uống rượu, đấu giá đồ, đi mao xí như người phàm mà thôi, chắc đây là lần đầu trong tiên hiệp có tình tiết kiểu này. Phim tiết tấu nhanh, nhí nhảnh, hài hước, các tình tiết drama đan xen hấp dẫn hơn nhiều so với trailer ban đầu. Diễn xuất của nam nữ chính đều khá ổn, giọng thoại Vương An Vũ khá tốt, giọng thoại Triệu Lộ Tư thì vẫn vậy, mang hơi hướng chất giọng trẻ con, ít nhất thời điểm hiện tại là hợp với hình tượng A Âm. Người ta thì song cường, còn nhà này song yếu, hai anh chị vừa tha, vừa lôi nhau cùng từ củi mục rồi trưởng thành và đi cứu vớt tam giới. Triệu Lộ Tư dễ thương, linh động hợp với A Âm, nhưng nếu diễn mỹ nhân diễm áp Phượng Ẩn sẽ lại gồng. Kỹ xảo cảnh quay không gian hẹp tạm ổn,
các cảnh rộng hơi giả, lộ rõ rùng phong xanh, mấy con thú trông quá giả, nhất là con rồng. Dù đã trở thành thần tiên và bất tử nhưng chúng ta vẫn không thể thoát khỏi những khuôn sáo về hôn nhân, địa vị gia đình, huyết thống, phim tiên hiệp bây giờ cũng thật mệt mỏi. Tông màu kẹo ngọt này thực sự không có vẻ đẹp của thần thoại cổ điển chút nào. Ngày nay, các bộ phim tiên hiệp đều nói về sức mạnh kỳ lạ và tam giới hỗn loạn, quá nhàm chán. Tất nhiên tâm điểm thảo luận của cộng đồng mạng đối với thần ẩn, đa phần đều tập trung vào Triệu Lộ Tư, Tiểu Hoa 95 đang bùng nổ danh tiếng nhờ nhiều tác phẩm ăn khách trong thời gian vừa qua. Nữ diễn viên bị nhiều người đánh giá một màu là Tang Trĩ phiên bản tiên hiệp với lối diễn xuất dập khuôn, không có gì quá nổi bật. Còn bạn thì sao? Bạn đã xem phim Thần Ẩn chưa? Bạn có cảm nhận như thế nào về bộ phim? Bạn cảm thấy diễn xuất của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ như thế nào? Hãy cùng chia sẻ với mọi người ở phần bình luận nhé! Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp các bạn trong video kế tiếp. See you!